Phật giáo và Thượng Đế. Đạo Phật không có Thượng Đế, và Đức Phật đã luôn khẳng định mình là con người. Ta không phải Thượng Đế, cũng không là thật linh, mà chỉ là một con người, nhưng là con người đã giác ngộ. Giác ngộ khi Ngài thánh thơi, tự tại chiến thắng được tâm mình để sống với chân tánh. Ngài là bậc đại giác, đại hùng, là người đã tìm thấy con đường thoát khổ khi diệt hết tham, sân, si, và ngộ ra con đường đạt đến vô ngã. Ngài chỉ là một đạo sư, là ngọn đuốc sáng, giúp soi sáng trí tuệ chúng sinh, để chúng sinh đương theo mà tự giác ngộ, tự giải thoát chính mình. Đức Phật không bao giờ đặt vấn đề Thượng Đế, vì Ngài chỉ muốn những điều Ngài dạy được áp dụng để giúp con người thoát khỏi cảnh khổ tại thế, nghĩa là ra khỏi vòng luẩn quẩn của ảo ảnh vô thường. Chính vì thế, Phật giáo cũng phải là một tôn giáo, và đó chính là điều Đức Phật muốn. Xuyên suốt những điều Ngài dạy, ta thấy Ngài muốn đem đến cho đồng loại một học thuyết sống thực tế để giải đáp và giải quyết những nan đề của cuộc sống. Quả thật, những vấn nạn luôn ám ảnh con người, bất kể người đó là ai, đều xoay quanh đời là bể khổ với sinh, lão, bệnh, tử. Đời là tranh giành, khổ lụy với ham muốn không cùng, giận dỗi, u mê. Và những nan đề trên còn được lý giải hợp lý kèm theo phương cách chữa trị. Đó là điều Đức Phật đã đề nghị, và học thuyết của Ngài được coi là một hệ thống triết học cố gắng trả lời các vấn nạn của con người. Không nhận là tôn giáo, Phật giáo không có mục đích thiết lập tương quan giữa con người và Thượng Đế, và nhất là không đặt trọng tâm ở việc biết hay đạt đến Thượng Đế, càng không tìm yêu mến Thượng Đế. Thượng Đế là một quan niệm tuy có nhưng hầu như xa lạ với đời sống con người, và ngay cả với vận mệnh tương lai của con người trong học thuyết nhà Phật. Thầy Thích Huệ Pháp trong một vài cảm nghĩ về quan điểm của Phật giáo về Thượng Đế trong Nội Sang Tâm Thì số 7 đã viết: thường thì người ta cho rằng Phật giáo là tôn giáo vô thần, và Đức Phật không tin có sự tồn tại của Thượng Đế. Trong tư tưởng Phật giáo Ấn Độ thời xưa đã bác bỏ một cách rõ ràng ý niệm về vĩnh cửu, và nêu lên thuyết vạn vật thay đổi, mà trong đó thuyết duyên khởi đóng vai trò chủ đạo. Vai trò của Thượng Đế toàn năng hay đấng sáng tạo đã bị thay thế. Quan niệm về các vị thần linh mặc dù có trong Phật giáo, nhưng đó không phải là điểm trọng tâm của giáo lý, hay được sử dụng như là nền tảng của giáo lý Phật giáo. Đức Phật phản đối về thuyết đấng sáng tạo. Thượng Đế vừa tạo ra các loài hữu hình, vừa tạo ra thế giới. Trọng tâm lý thuyết của Phật giáo Ấn Độ thời xưa nhấn mạnh rằng các pháp là những thực thể nằm trong dòng chảy biến đổi liên tục. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn trong Trường Bộ Kinh có nói khá rõ về cách hình thành loài người và thế giới không phải do một đấng Thượng Đế toàn năng nào tạo nên, mà đó là sản phẩm của quá trình tiến hóa. Cũng theo thầy Thích Huệ Pháp, có những lý do được nêu lên để phủ nhận thuyết Thượng Đế sáng tạo. Có một ẩn sĩ hay bà la môn nào đó chấp nhất tư tưởng này. Bất cứ cảm thọ nào, dù là vui thích, đau khổ hay cảm thọ chung dung, thì đều được tạo ra bởi Thượng Đế. Nhưng Đức Phật dạy họ rằng nếu do Thượng Đế toàn năng sáng tạo, thì Thượng Đế cũng đã tạo ra những kẻ giết người, kẻ nói dối, kẻ tà dâm, kẻ trộm cướp. Những kẻ đó cũng sẽ không thể trở nên thánh thiện, từ bỏ tâm ác của mình, cũng bởi vì đã được Thượng Đế toàn năng tạo ra, không thể biến đổi. Vậy có cần thiết để có những danh từ như ẩn sĩ hay bà la môn không, khi mà những cảm thọ hạnh phúc hay khổ đau, những hành động thiện hay ác đều do Thượng Đế tạo ra? Một lý do khác
Thế giới đầy phiền muộn và đau khổ này không thể được sáng tạo bởi một đấng tối cao. Vì đấng Thiên Chủ luôn yêu thương chúng sanh, luôn coi chúng sanh như những đứa con của mình. Trong Kinh Tam Minh, Đức Phật cũng đã bác bỏ cái học thuyết về Phạm Thiên của Bà La Môn. Vào thời Đức Phật, Bà La Môn tin rằng Phạm Thiên là đấng Thượng Đế toàn năng, người tạo ra thế giới và vũ trụ. Trong nhiều kinh khác nhau, Đức Phật dạy rằng đây là tư tưởng sai lầm. Và Ngài dạy: các loài hữu hình vì nghiệp của mình mà sinh ra, do nghiệp dẫn dắt và hình thành. Nếu nói Thượng Đế tạo ra loài người, thì tại sao có nhiều hạng người khác nhau, không có bình đẳng trong xã hội? Chẳng lẽ Thượng Đế yêu mến người này lại căm ghét kẻ khác? Thích Diên Khởi đã chỉ ra rằng chỉ một nguyên nhân này sinh ra các nguyên nhân khác. Vì cái này sanh nên cái kia sanh, vì cái này diệt nên cái kia diệt. Đức Phật cũng từng dạy: chúng sinh là kẻ thừa tự của nghiệp. Những hành động có ý thức do chúng ta tạo ra chính là đấng Thượng Đế của mình. Vì thế, chúng ta chính là đấng sáng tạo, cũng như kẻ hủy diệt bản thân mình và thế giới này, chứ không phải ai khác. Con người sẽ không thể thay đổi nghiệp lực của mình, không thể từ ác tâm sang thiện tâm, không thể chứng quả giải thoát nếu do một đấng Thiên Chủ tạo nên. Vì thế, Phật giáo không bao giờ cho rằng có Thượng Đế toàn năng. Lý thuyết về Thượng Đế trong Phật giáo đã quá rõ. Người Phật tử không tin ở Thượng Đế và không có Thượng Đế toàn năng trong giáo lý Phật. Vì sự sợ hãi bất an mà con người thần thánh hóa núi non, cây rừng. Pháp Cú số 188. Như thế, ý niệm về đấng thiêng liêng là do sợ hãi. Và để khỏi sợ, con người Phật chỉ cần loại bỏ những ham muốn và tiếp nhận những gì không thể thay đổi trong bình tĩnh và can đảm. Và Đức Phật đã thay thế nỗi sợ vô cớ và vô lý của con người không phải bằng một niềm tin phi lý, mê tín, mà bởi chánh kiến hợp lý. Đứng trước những cố gắng tìm chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa nơi các tôn giáo, Phật giáo không làm gì hết trên con đường tìm kiếm này và không can dự đến những phán quyết liên quan đến Thượng Đế. Bởi vì vấn đề giác ngộ, giải thoát của con người hoàn toàn do bản thân mỗi người, và niềm tin vào Thượng Đế không đem lại lợi ích gì cho việc giải thoát này. Nói cách khác, Đức Phật đã nhìn thấy khả năng tịnh hóa tâm hồn, phát triển lòng từ bi và hoàn thiện sự hiểu biết nơi mỗi người. Đồng thời, gạt bỏ hoàn toàn sự chú tâm tới thiên đàng mà kêu gọi chúng sinh tự tìm kiếm những giải pháp cho chính những vấn đề của mình. Từ khẳng định không ai cứu được mình ngoài chính mình, Phật giáo quả quyết ngay cả Thượng Đế nếu có cũng không can dự được đến sự giải thoát của con người. Thượng Đế không cứu rỗi được ai, vì Thượng Đế không toàn năng và không là tác giả đã tạo nên vũ trụ và con người. Phật giáo thực là một học thuyết con người, nghĩa là đặt con người làm trọng tâm của tất cả giáo lý. Con người khổ nên con người cần tự mình tu tập để diệt khổ. Con người loanh quanh luẩn quẩn trong vòng luân hồi nên phải tự mình tu tập để thoát ra khỏi vòng luân hồi. Và con người trở thành mục đích duy nhất của Phật giáo, và toàn bộ giáo lý được xoay quanh con người. Cũng chính vì chỉ chú trọng, quan tâm và tìm kiếm hạnh phúc của con người tại thế bằng diệt khổ não, phiền muộn mà Phật giáo không là một tôn giáo. Vì loại bỏ Thượng Đế là đối tượng của tôn giáo, Phật giáo nguyên thủy cũng loại trừ tất cả những hình thức mê tín, dị đoan, tôn sùng thần thánh, thiêng liêng. Ngay cả cầu siêu cho người chết cũng không mang tính cầu thay nguyện chức như trong các tôn giáo khác. Vì từ căn bản, mỗi người tự chịu trách nhiệm trên thân nghiệp của mình, và không ai, không thần thánh, đấng thiêng liêng nào có thể thay đổi được nghiệp của người ấy. Tính quyết định của cá nhân trong tư tưởng Phật giáo là điểm rất đặc biệt, vừa đề cao trách nhiệm của con người, vừa nói lên tính cá thể,
trong việc giải thoát, giác ngộ. Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Chẳng ai, chẳng đấng nào có thể thay đổi, ảnh hưởng. Chư Phật chỉ là người dẫn đường, người đi trước đã giác ngộ, nay chỉ lại cho hậu thế. Chứ Đức Phật không bao giờ nhận mình là Thượng Đế, Thần Thánh hay một đấng siêu nhiên nào, và cũng không đặt niềm tin vào Thượng Đế. Nếu có Thượng Đế như lời Phật dạy, không ai có thể cứu giúp được ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai có thể làm được. Chính ta phải bước vào con đường này. Chư Phật chỉ là người dẫn đường. Chiều dần buông, lắng tâm hồn, nghe gió reo rừng hoang lá đưa. Người con đi đường còn xa, theo giấc mơ phù du, hãy quay về bên chân tâm. Thôi đắm say mộng ảo huyền vô thường, một ngày nhẹ trôi qua, còn ánh dương chiều soi đời ta. Đây trí tuệ bừng sáng, người nguyện trở về trần gian, cứu thoát muôn chúng sinh trầm luân, tìm về nguồn chân như, xóa tan bao khổ đau trần gian. Chiều dần buông, lắng tâm hồn, con chắp tay nguyện tinh tấn tu, cầu xin Phật từ bi soi sáng tâm hồn con. Ý thanh tịnh quán nhân duyên, không đắm say mộng ảo huyền vô thường. Hận thù nhẹ buông xuôi, Bồ Tát tâm khai hoa từ bi. Đây trí tuệ bừng sáng ngời, nguyện trở về trần gian, cứu thoát muôn chúng sinh trầm luân, tìm về nguồn chân như, xóa tan bao khổ đau trần gian. Hận thù nhẹ buông xuôi, Bồ Tát tâm khai hoa từ bi. Đây trí tuệ bừng sáng ngời, nguyện trở về trần gian, cứu thoát muôn chúng sinh trầm luân, tìm về nguồn chân như, xóa tan bao khổ đau trần gian. Xóa tan bao khổ đau trần gian.